Dạ, thế xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn. Chiều nay là ngày 19 tháng 3 năm 2023. Em có về mấy dòng điện thoại và máy tính bảng. Bây giờ em sẽ test máy báo giá từ cái điện thoại máy tính bảng. Cô bác anh chị xem mình cái nào chốt liên hệ với em. Mình bán điện thoại ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nha cả nhà. Hình thức bán hàng bên mình là cọc cho mình 100k nha. Có tài khoản chuyển khoản cho mình. Không có tài khoản cọc kèm điện thoại hoặc có Momo cũng được. Là cọc kèm điện thoại là ví dụ như bạn đọc mã số thẻ cào qua đây cho mình á. Rồi xong cho tên, địa chỉ, số điện thoại mình ship. Mình trừ cọc ra, cọc là hình thức không bị bơm hàng nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ tết máy nha. Cọc 100k thì mình khách từ trả phí ship, cọc trên 200k thì mình báo ship nha. Tặng dây sạc dây iPad 3 nha. iPad 3 16GB không xài SIM. Tình trạng máy thì cũng được trên 80% nha cả nhà. iPad 3 10 inch nha, màu bạc. Để cảm ứng cho khách luôn. Coi YouTube, tải Zalo, Facebook sẵn cho khách luôn nha cả nhà. iPad 3 16GB không xài SIM. Giá 1.100.000 cho cô bác anh chị nha. Cô bác anh chị nhớ đăng ký kênh để có nhiều video mới xem và mau mua được nhiều dòng điện thoại cho cả nhà nha. Rồi iPad 2 nha. iPad 2 tặng dây sạc nha. 16GB không xài SIM luôn. 950.000 cho khách nha. 950.000 màn hình 10 inch nha cả nhà. Cho xem hàng trước lúc nhận hàng nha, tình trạng sao em báo anh nha. Và cây này cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn nha. iPad 2 rồi 950.000 cho khách. Rồi em review điện thoại, em ship code nha. Miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Bắc em đều ship anh, nói chung khách mua là em ship nha. Rồi Z6 nha, RAM 32GB màn hình 4.7. Máy cũng được trên 80% vàng đồng nha, giá 1 triệu cho cô bác anh chị nha. Ủa em nói lộn nha, màn hình 5.7 nha cả nhà, nói lộn nha cả nhà, màn hình 5.7. Z6 màn hình 5.7 giá 1 triệu, RAM 32GB. Rồi Z5 2016, RAM 16GB, màn hình 5 inch nha. Nói chung đa phần dòng Samsung là xài 2 SIM 1 thế nhớ nha cả nhà. Rồi cây này 750.000 cho cô bác anh chị nha. Z5 2016 750.000. Rồi Z2 RIM nha. RAM 1GB 78 nhưng vẫn xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok được nha cả nhà. Tình trạng máy cũng được trên 80%, 500.000 cho cô bác anh chị. 500.000. Z2 RIM 500.000. Rồi iPhone. Cô bác anh chị nào có nhu cầu xem hình thì cứ kết bạn Zalo em gửi hình nha. Nói chung máy em như nhiều cho nên quay sơ lược thôi. Rồi iPhone 5S nha, 16GB, mất chân tay, 800.000 cho các bác anh chị nha. Samsung C6 cộng, RAM 3 32GB, màn hình 6 inch, chơi game được, học online được, hát karaoke được luôn nha. Rồi cây này 1.200.000 cho các bác anh chị nha. Máy cũng đẹp keng nha, 1.200.000, 32GB. Rồi nay em có về iPhone nha. iPhone 6 lút, dòng S em hết rồi nha. 6 lút 16GB thì 1.450.000 cho khách. 1.450.000 16GB nha. Rồi 64GB thì 1.600.000 cho khách nha. Máy sạch không vướng tài khoản. Mật khẩu là dòng iPhone làm cài mật khẩu là số 0 không nha cả nhà. 6 lút nha. 6 lút 64GB, giá là 1.600.000 cho khách. Màu bạc, màu vàng đồng nha. Cái này cũng vậy, có tặng ốp lưng trong cho các anh chị nha. 64GB là 1.600.000. Có anh chị nào muốn xem mình, các bạn Zalo em gửi hình hoặc gửi video nha. Rồi Z7 Plus còn gọi là Z7 cộng, RAM 4 32GB, máy đẹp keng nha. 1.400.000 cho các anh chị nha. Tình trạng sao em báo hết nha cả nhà. Em ship hàng tới cho xem hàng trước lúc nhận hàng, trước lúc chốt máy là em đã gửi hình qua Zalo cho cô bác anh chị rồi. Còn shipper á, không cho xem hàng, cô bác anh chị cứ liên hệ với em sẽ kêu shipper cho xem hàng đàng hoàng. Hàng ghi hình, ghi video, không giờ ship hàng tầm bậy cho khách. Còn cô bác anh chị nào có cọc tiền cho em thì khỏi lo vấn đề mất cọc nha. Em nhận cọc là em ship hàng à, em muốn lấy gì của ai hết á. Cho nên cô bác anh chị khỏi lo nha. Nói chung mình làm ăn có tâm á, mình làm ăn ngay thẳng uy tín thì khách mua người ta còn quay lại mua nữa. Tại em có sao nói vậy à, hồi xưa cũng là công nhân của anh chị rồi, em mới nghỉ chừng năm nay à,
Nói chung nghĩ là do em không đủ nhu cầu cung cấp máy cho cô bác anh chị á. Tại ra số lượng nhiều quá, em đi làm em nhập máy không đủ á, nên em nghĩ giờ em ra em bán điện thoại luôn. Rồi, cây này là giá 1.400.000 nha. Si vẽ lướt 1.400.000 cho khách. Rồi, cây đẹp keng luôn. Si 7 rim RAM 3 32GB nha. Tình trạng máy không ám ố gì hết nha cả nhà. Ám làm bao ám nhàn lỗi, bao lỗi. Và tại vì có nhiều khách hỏi em máy có lỗi gì không em, sao bán rẻ vậy hay này kia. Nói chung là máy không lỗi, chứ máy lỗi đâu có bán khách xài được đâu cả nhà. Tình trạng sao là nói hết rồi. Rồi si 7 rim RAM 3 32GB giá là 1.050.000 cho các bác anh chị nha. Máy đẹp keng, đẹp 90% luôn nha cả nhà. Rồi màu vàng đồng, màu hồng nhạt. Có một cây vỏ hơi xấu em có dán là em bán giá 950.000 cho các bác anh chị luôn. Rớt giá cho các bác anh chị ra, hàng khác em nhập máy mới về. Rồi em mở 20 RAM 3 32GB, pin 5.000. Máy là đẹp trên 80% luôn. Chơi game Liên Quân Chi Phai, học online được luôn. Rồi em mở 20. Cây này giá là 1.600.000 cho các bác anh chị nha. Em mở 20 1.600.000. Em kiếm camera không ra nè. Camera trơ trơ nè, em thấy nè cả nhà. Camera rất là sáng nha cả nhà. Camera trước, camera sau nha. 1.600.000 cho quá anh chị. M20 pin 5.000, máy mạnh nha cả nhà. Rồi Redmi 7 nha. RAM 3 32GB, 1.200.000 cho bác anh chị nha. Xiaomi 1.200.000, 32GB, màn hình 6.1, 6.2 nha cả nhà. Em có Xiaomi rồi nha, RAM 3 32GB, màn hình 5.5 nha. Lo nó như là phát thanh luôn nha cả nhà. Nói chung dòng Xiaomi rồi nó rất là to, lo nó rất là to. Em còn khan tiếng cả nhà thông cảm giùm em nha, nói chuyện hơi khó nghe chút nha. Cô bác anh chị nào chưa xa, trước khi tới chỗ mua hàng đó, liên hệ em giùm nha. Tại vì em bán điện thoại là chiều tầm 4:30 tới 5 giờ em mới ra sân động em bán, tới 8 giờ em về. Còn cô bác nào anh chị nào ở xa, ban ngày em vẫn bán bình thường, ở xa đi liên hệ em chỉ đường nha. Rồi Xiaomi Rô này 1.300.000 cho khách nha, màn hình 5.5, RAM 3 32GB. Em có vàng đồng và màu xanh nha. Rồi Samsung A02 RAM 3 32GB, màn hình 6.5, pin 5.000 nha cả nhà. Máy màu xanh luôn. Nói chung cô bác anh chị mua hàng em khỏi lo vấn đề màn hình và pin nha. Em bán máy cho cô bác anh chị là quan trọng nhất là vấn đề màn hình và pin nha. Pin là phải cầm em mới bán, chứ không cầm là em trả lời người vô máy rồi. Rồi cây này là giá là 1.600.000 cho cô bác anh chị nha. A02 1.600.000. Rồi Xiaomi A9 màn hình 6.5, pin 5.000 luôn, 32GB. Đánh game Liên Quân Chi Phai được luôn nha, máy mạnh nha. Màn hình to nha, pin cũng 5.000. Chơi game mạnh luôn. A9 nha. 1.350.000 cho khách. 1.350.000. Rồi, cấp Vivo nha. Em có hai cây Vivo. Cây này là RAM 3 32GB. Pin nó tới 5.000 luôn nha cả nhà. Vivo 2026 pin 5.000, RAM 3 32GB. Android nó là 11 chấm nha cả nhà. Máy màu xanh tím nha, Android 11 chấm nha. Rồi 1.600.000 cho các anh chị luôn. Tiếp theo nha, em có mấy cây bàn phím nha cả nhà. Có mấy cây bàn phím IT nha. Cái lo nó như là phát thanh nha cả nhà, nghe gọi. Nghe gọi đi ruộng nha. IT 100.000 cho cô bác anh chị. Rồi Nokia em còn một cây 6300 nha, 300k cho cô bác anh chị nha, màu vàng đồng 300k. Mấy bữa nay em quên quay nha. Rồi một cây Nokia nữa, cái này lột ra thì máy cũng đẹp keng nha. Nokia cây này 200.000 cho cô bác anh chị nha. Huawei 2i RAM 4 64GB, 1.300.000 cho khách luôn. Huawei 1.300.000, RAM 4 64GB. A0 A3S nha,
A3S RAM 3 32GB, màn hình 6.2, pin 4200. Rồi, cây này giá 1.300.000 cho khách nha. Thường cây này nó chỉ RAM 2 thôi, còn này RAM 3 32GB cho nên giá nó hơi khác nha cả nhà. Rồi 12 Pro Max. Nay mới về 12 Pro Max màu đen nha. Màu đen. Rồi nay chủ nhật nha, nhập máy giá máy rẻ, bán giá rẻ cho các bác anh chị nha. Mỗi đợt hàng về giá cả chênh lệch với nhau không cả như em. Rồi 12 Pro Max cây này giá 1.700.000 cho khách nha. 12 Pro Max 1.700.000, cây màu trắng và xanh đen nha. Nó là hàng xách tay của Singapore nha, dung lượng nó là 512GB nha cả nhà. Máy đẹp keng nha. Rồi giá 1.700.000. Rồi em có một cây 13 màu đen luôn nha. 13 màu đen luôn. Rồi giá 2.300.000 của anh chị luôn. 2.300.000. A30S. RAM 4, 64GB, pin 4000. Màn hình 6.4, dễ chơi lời lớn giùm em luôn. Giá 1.900.000 nha. Chơi game liên quân chia phai, được học online, được hát karaoke luôn, máy mạnh nha. Máy đẹp keng 90% nha cả nhà, tặng ốp lưng trong và kèm phụ kiện dây sạc nha. A50S. A50S RAM 4 64GB, pin 4000, màn hình 6.4. Tắt máy này đỡ hao pin nữa nha. Cái này màu xanh đen nha. A50S giá là 2.100.000 nha. A50S 2.100.000. A20S màn hình 6.5, pin 4000, RAM 32GB, giá là 1.650.000 cho các anh chị nha. Cái dòng này em cũng ít nhập lắm nha cả nhà, tại bữa có khách dặn em mới nhập đó chứ em cũng ít nhập lắm. Bữa nhập về cây bán rồi, rồi anh kia anh dặn mà nhập về giờ anh mất tiêu luôn rồi. Cái trong dòng này bán hơi chậm nên xả ra luôn. 1.650.000 cho khách chưa sạc tay xe nha. A20S màn hình 6.4, 1.650.000 của anh chị. A02S RAM 3 32GB, pin 5000, màn hình 6.5 luôn. Máy đẹp keng luôn. Rất cảm ơn cho các anh chị luôn. 1.800.000 nha. Em có màu trắng và màu xanh đen luôn. 1.800.000 luôn nha. Nói chung ra phần máy em nhập em bán cho các anh chị đều máy đẹp trên 80%, chứ máy xấu em không nhập. Máy xấu xếp hàng tới cho khách xem hàng, máy xấu người ta không nhận hàng, mất công bơm hàng em tội nghiệp, mà người ta mất tiền cọc nữa. Cho nên tình trạng xăm báo hết là máy đẹp em mới nhập nha, máy xấu em nhập. Rồi cây này giá 1.800.000. Rồi tiếp theo em có về A7 nha, A7 2018. RAM 6 128GB, cây này phiên bản đặc biệt nha, tặng ốp lưng, dán cường lực rồi nha cả nhà. Máy cũng được trên 80%. RAM 6 128GB, giá 1.900.000 cho các bác anh chị nha. Máy màu xanh đen luôn, phiên bản đặc biệt lâu lâu mới có nha cả nhà. Trời, 1.900.000 cho các bác anh chị. Samsung A11 RAM 3 32GB, pin 4000, màn hình 6.3 6.4 nha cả nhà. Máy màu đen luôn. Rồi 1.650.000 cho các bác anh chị luôn. 1.650.000 Huawei i9 Dream RAM 4 128GB, chui sạc TC. Máy cũng được trên 80% nha, không trầy xước nhiều, mặt kính không trầy xước nhiều nha. $1.800.000 cho các anh chị nha. Ống cây nó hơi dạ nha cả nhà. Ống cây hơi dạ, 1.800.000 cho các anh chị. Rồi giá 1.800.000 nha. Huawei i9 Dream 1.800.000. Em có hai cây nha. Tình trạng máy cũng y chang như vậy, RAM 4 128GB. Máy cũng được trên 80% nha. Không ám mối gì hết, không lỗi lầm gì hết nha cả nhà. Rồi 1.800.000. Rồi, tiếp theo em có Huawei i7 Dream luôn. RAM 3 32GB. Máy cũng được trên 80% nha. Giá 1.000.000 cho các anh chị nha. Huawei i7 Dream RAM 3 32GB có 2 cây luôn. Giá 1.000.000. Màn hình gần 6 inch nha cả nhà. Rồi, tiếp theo. A51 nha. A51
256, 128GB. Pin 4000, màn hình 6.5 nha. Máy màu xanh, tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị giá 2.7 triệu nha. Em có một cây duy nhất A51 56 128GB, 2.700.000 cho các anh chị nha. Rồi A50 rồi A50 nha, RAM 4 64GB, pin 4000, màn hình 6.4 luôn. Máy đẹp can, tặng dây sạc JTC nha cả nhà, tặng ốp lưng trong luôn nha. Rồi 2 triệu nha, A50 giá 2 triệu, máy đời mới nha cả nhà. Rồi tiếp theo Samsung S7 nha, RAM 4 32GB, S7 RAM 4 32GB, giá 1.250.000 cho các anh chị. A10 32GB nha, A10 32GB, màn hình 6.1 6.2 gì đó. Rồi cây này giá 1.250.000 cho các bác anh chị. A10 rồi C4+, RAM 2 16GB, màn hình 6 chấm, chơi game Liên Quân Free Fire được, học online được, hát karaoke được luôn. Cây này giá là 1.100.000 cho các anh chị nha. C4+ 1.100.000. Vivo, cây này RAM 3 32GB, lâu lâu mới nhập được cái dòng này nha cả nhà. Nói chung máy mạnh nha, pin là pin con trâu luôn, pin nó cầm máy mạnh. Vivo 1810 R8+, rồi 1.150.000 các anh chị nha. Vivo 1.150.000, rồi em có dòng Vivo này nữa, 1.250.000 cho các anh chị luôn. Màn hình 6.1, 6.2 nhìn màn hình to nha. Vivo 1906, 1 RAM 3 32GB, Android nó là cái này 1.250.000 cho khách nha, 1.250.000. Rồi Thế An xin kết thúc video đây, mong quý các anh chị xem clip của Thế An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh chia sẻ cho mình để có động lực làm việc của nó hay không, để mình xem và bán được nhiều dòng điện thoại cho cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình.